Thưa quý vị, do nhiều lý do khác nhau, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đã diễn ra trong nhiều tháng qua tại một số nơi trong cả nước và trong đó có tỉnh Long An. Để sớm tháo gỡ khó khăn này, ngành y tế Long An đã triển khai nhiều giải pháp mang tính cấp bách trước khi đợi gói thầu thuốc tập trung sắp tới. Điều chuyển thuốc giữa các đơn vị, đây là một trong những giải pháp trước mắt được ngành y tế tỉnh triển khai vào thời điểm này. Từ đó, các cơ sở y tế trong tỉnh đã trực tiếp trao đổi, điều chuyển số thuốc qua lại với nhau để giải quyết khẩn cấp tình trạng thiếu thuốc cục bộ tại một số địa phương. Thứ nhất là cái giải pháp khắc phục nó là về vấn đề điều chuyển thuốc. Giải pháp thứ hai thì tức là các đơn vị chỉ định thầu dưới 1 tỷ để sử dụng cho các cái thuốc đáp ứng được cái thuốc mà thiếu trong các cơ sở khám chữa bệnh. Cái giải pháp thứ ba thì hiện nay thì tỉnh xuất cái nguồn thuốc mà phòng chống Covid của năm 2021. Hiện nay thì các thuốc phòng chống Covid này là điều trị các bệnh lý đi kèm chứ không phải thuốc đặc trị Covid. Là một trong những đơn vị thực hiện việc điều chuyển thuốc từ nơi khác đến cùng với nguồn thuốc dự trữ tại chỗ. Hiện nay thì Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng cơ bản đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu cấp thuốc khám chữa bệnh của người dân. Những cái mặt hàng thuốc nào mà mình thiếu thì sẽ có cái liên kết giữa các huyện với nhau, với lại thông qua bảo hiểm xã hội tỉnh thì cho phép điều chuyển về các thuốc trong cái đấu thầu tập trung đó. Và ở tại cơ sở Trung tâm Y tế huyện thì có cái điều chuyển từ xã tới xã với huyện. Chính sự linh hoạt trong việc điều chuyển thuốc giữa các địa phương phần nào giúp cho người dân cảm thấy an tâm khi đáp ứng được nhu cầu dùng thuốc để điều trị bệnh. Lần này khám thì thấy đầy đủ, rất vui và hài lòng. Các nơi thì không biết nhưng mà đây thì thuốc bác sĩ phục vụ đầy đủ, có gì đâu, thuốc men không có thiếu gì. Tuy cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp phát thuốc cho người dân, nhưng để phục vụ lâu dài, ngành y tế tỉnh đang khẩn trương tổ chức các cơ sở y tế nhanh chóng triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế tập trung. Đến đầu tháng 8 thì bệnh viện đa khoa sẽ có cái gói thầu đấu thầu dài hạn của theo thông tư 15. Cuối tháng 7 thì cũng có một số cái cơ sở khám chữa bệnh cũng có kết quả thầu của năm 2022-23. Trong tháng 10 tức là tất cả các đơn vị đều có kết quả thầu, tức là sẵn sàng để ký hợp đồng với các công ty dược để cung ứng thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh. Thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại nhiều cơ sở y tế thời gian qua đã khiến cho người bệnh phải tự mua thuốc bên ngoài, dù thuộc danh mục được chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Song, với sự nỗ lực của ngành y tế Long An trong việc triển khai nhiều giải pháp tình thế và lâu dài, mong rằng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế sẽ không còn được thể hiện trên giấy tờ, mà là từng gói thuốc họ được cầm trên tay.